xuống, định là nó là tử vong. Thực sự là cũng không đảm bảo an toàn cho việc học tập của các cháu học sinh. Có những trường và hiện nay là đã có rất nhiều cái văn bản để đề nghị các cấp xem xét để thay đổi. Hình ảnh quý vị vừa nhìn thấy có lẽ rất giống với một công trình đang thi công ngổn ngang hay là một nơi bỏ hoang, không có người ở. Nhưng sự thực thì nó lại là một lớp học của trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đống Đa, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Từng bất ngờ đổ sập sàn vào cuối tháng 8 và khiến cho 10 học sinh rơi xuống dưới. Chỉ có điều đây không phải là trường hợp duy nhất, khi mà cách đây vài ngày lại thêm nhiều sự cố khác xảy ra ở trường học tại tỉnh Vĩnh Long hay thành phố Hồ Chí Minh, khiến cho nhiều học sinh phải nhập viện, thậm chí có sinh viên tử vong, khiến cho dư luận phải bàng hoàng. Và thực tế đang có rất nhiều ngôi trường mất an toàn như vậy. Có lẽ không quá khi nói rằng nơi tưởng như an toàn nhất là trường học lại là nơi chứa nhiều nguy hiểm nhất. Chúng tôi sẽ tiếp tục câu chuyện đang được dư luận quan tâm này trong phần sau của chương trình. Kính chào quý vị và các bạn, tôi là Thùy Dương, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong 30 phút sắp tới. Và ngay bây giờ sẽ gặp phần điểm tin chính. Phúc thẩm vụ án VN Pharma, Viện Kiểm sát yêu cầu hủy bản án sơ thẩm, điều tra lại toàn bộ, trong đó có trách nhiệm của Cục Quản lý Dược. Gặp gỡ những người hàng ngày nuôi muỗi bằng chính máu của mình. New Zealand sắp có nữ thủ tướng trẻ nhất lịch sử, năm nay mới 37 tuổi. Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama trở lại chính trường sau nhiều tháng vắng bóng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong khi thời tiết miền Bắc ấm dần và nắng ráo, thì từ khu vực Nam Trung Bộ trở vào, trời tiếp tục có mưa. Thậm chí có những điểm mưa rất lớn và được cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở, tập trung ở các tỉnh từ Quảng Ngãi và Bình Thuận. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng từ 10 đến 15 độ Vĩ Bắc với hoạt động của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình, nên thời tiết tại Nam Trung Bộ và Nam Bộ có mưa. Một số điểm có mưa lớn như Quảng Ngãi 100mm, An Nhân Bình Định 120mm, Tuy Hòa Phú Yên 61mm. Hiện nay lũ trên các sông từ Quảng Ngãi cho đến Bắc Phú Yên đang lên và vượt mức báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp tại các tỉnh trên, đặc biệt là các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Bình Thuận. Trước những mất mát lớn của người dân Việt Nam sau trận mưa lũ lịch sử vào giữa tháng 10, Nhật Bản đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp nhiều mặt hàng thiết yếu để hỗ trợ cho người dân ở vùng lũ. Chiều nay tại sân bay Nội Bài, thành phố Hà Nội, các cơ quan chức năng đã hoàn thành các thủ tục tiếp nhận mặt hàng cứu trợ để sớm đưa về cho các địa phương chịu thiệt hại. Chính phủ Nhật Bản thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA đã quyết định chuyển hàng viện trợ tới người dân các tỉnh Yên Bái và Hòa Bình. Hàng viện trợ bằng hiện vật mới 100% được chuyển trực tiếp từ Nhật Bản, bao gồm 40 bộ bạt che mưa, 47 bình lọc nước và 5.025 tấm chăn. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Tổng cục phòng chống thiên tai sẽ là đơn vị đầu mối tiếp nhận và phân phối hàng cứu trợ về địa phương. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 10 năm 2017, mưa lớn đã diễn ra tại các tỉnh Hòa Bình, Yên Bái, Sơn La và các tỉnh đồng bằng Trung du Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ. Mưa lớn trên diện rộng đã gây ra lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng tại nhiều tỉnh vùng núi phía Bắc như Hòa Bình, Yên Bái và Sơn La, và đặc biệt đã xảy ra một vụ sạt lở đất kinh hoàng tại xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Thống kê của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, đợt mưa lũ này đã làm 103 người chết và mất tích. Sáng nay, thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với quân khu 7 và các lực lượng của Bộ Quốc phòng tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó với bão mạnh, kết hợp với chiều cường và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố năm 2017. Đây là cuộc diễn tập quy mô lớn với nhiều trang thiết bị hiện đại nhằm nâng cao khả năng ứng phó với sự cố thiên tai. Cuộc diễn tập có gần 600 phương tiện thuộc nhiều lực lượng tham gia. Tình huống giả định vào lúc 8 giờ ngày 18 tháng 10 xuất hiện cơn bão số 13 với sức gió cấp 10-11 đổ bộ vào phía nam Philippines. Dự báo trong 24 giờ tiếp theo, vùng tâm bão sẽ di chuyển trực tiếp vào thành phố Hồ Chí Minh và có nhiều khả năng gây thiệt hại vô cùng lớn. Bão đổ bộ với sức gió mạnh, nước biển dâng cao, triều cường sẽ khiến nhiều vùng bị ngập úng, sập đổ công trình, giao thông bị chia cắt. Trước tình hình trên, Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị tổ chức chằng chống nhà cửa,
di dời dân ở những vùng trọng yếu, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú, cứu nạn trên sông, cửa biển, khắc phục hậu quả thiên tai. Nội dung rất phong phú, từ vấn đề về triển khai hệ thống chính trị, thực hiện cái cơ chế lãnh đạo điều hành đồng bộ xuyên suốt từ thành phố kết hợp lực lượng vũ trang đến cơ sở, và cũng thể hiện rất rõ các cái loại hình ứng phó với biến đổi khí hậu, với chiều cường, tìm kiếm nạn, như tìm kiếm cứu nạn ở trên biển, ở sông, tìm kiếm cứu nạn trong sập đổ công trình, tìm kiếm nạn trong phòng chống cháy nổ, hóa chất độc xạ, và cái hoạt động di rời để tránh cái thiệt hại do chiều cường, do bão mạnh. Thành phố Hồ Chí Minh ít chịu ảnh hưởng của bão hàng năm nên người dân thường chủ quan trong công tác phòng chống bão. Tuy nhiên, những năm gần đây, ảnh hưởng của triều cường kết hợp với mưa lớn gây sạt lở, ngập úng cục bộ. Đặc biệt, do biến đổi khí hậu toàn cầu, dự báo trong những năm tới có thể xuất hiện bão mạnh đổ bộ vào thành phố. Vì vậy, việc chủ động ứng phó với các sự cố thiên tai là điều cần thiết. Hiện nay, cuộc diễn tập chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia, của Bộ Tổng tham mưu đối quân khu 7 với thành phố Hồ Chí Minh đã thành công, để lại bài học quý. Và bài học này sẽ tiếp tục được nhân rộng ở các quy mô khác nhau, từ cơ sở đến cấp huyện, cấp tỉnh, để bảo đảm cho các nơi bên cạnh xây dựng phương án công tác phòng tránh thì có cái luyện tập chủ động để thích ứng với tình hình. Cuộc diễn tập có ý nghĩa quan trọng với nhiệm vụ phòng chống thiên tai với phương châm 4 tại chỗ. Bên cạnh đó, cũng là dịp để nâng cao nhận thức cho người dân trong việc ứng phó với các sự cố khẩn cấp. Ngày mai, các đơn vị sẽ tiếp tục diễn tập khắc phục sự cố rò rỉ hóa chất tại Tân Cảng, quận 2. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, do ảnh hưởng kỳ chiều cường, hiện mực nước sông Sài Gòn đang lên nhanh. Trong chiều tối nay, nhiều khu vực vùng trũng thấp tại Thành phố Hồ Chí Minh lại tiếp tục bị ngập úng khi mức chiều cường vượt báo động 3. Do chiều cường đạt đỉnh vào giờ tan tầm nên gây nhiều khó khăn cho việc đi lại của người dân tại thành phố. Trong chiều và tối nay, theo mực nước đo được tại trạm Phú An thuộc sông Sài Gòn, đỉnh chiều đạt mức 1,6m. Nhiều tuyến đường như Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn, Lê Văn Lương ngập sâu. Theo dự báo, vào ngày 21 tháng 10, chiều cường đạt đỉnh ở mức 1,62m, cao hơn mức báo động 3 là 12cm vào lúc 17:30. Mực chiều cường này sẽ khiến các vùng trũng thấp, nhất là khu vực nội thành, tiếp tục bị ngập úng nặng. Đợt chiều cường sẽ hạ dần trong những ngày tiếp theo. Ngoài ra, theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, khoảng thời gian này, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới. Kiểu thời tiết này có thể gây ra mưa vừa đến rất to ở nhiều nơi. Nhằm ứng phó với tình trạng chiều cường dâng đạt mức kỷ lục, trong nhiều ngày trở lại đây, cơ quan chức năng cùng đơn vị thủy lợi thành phố đã phải trắng đêm vận hành hệ thống cống kiểm soát ngăn chiều Gò Dưa tại quận Thủ Đức để chống ngập cho người dân sinh sống trên diện tích lưu vực 1.200m2. Trong rạng sáng ngày hôm nay 20 tháng 10, nhận được dự báo từ Trung tâm chống ngập về mức chiều cường sẽ dâng lên kỷ lục 1,69m vào 4 giờ sáng cùng ngày. Sau đó, các nhân viên đơn vị thủy lợi thành phố cùng cơ quan chức năng phụ trách địa bàn đã huy động hơn 10 người phải trắng đêm để chống ngập. Việc chiều cường dâng cao vào thời điểm đêm khuya gây không ít khó khăn cho nhân viên kiểm soát chiều. Tuy nhiên, để đảm bảo hệ thống cống hoạt động hiệu quả, các nhân viên phải thay nhau túc trực, vận hành hệ thống và xử lý kịp thời trong trường hợp có sự cố. Tại hệ thống cống ngăn chiều Gò Dưa, quận Thủ Đức, bao phủ lưu vực 5 phường của quận Thủ Đức ở diện tích 1.200m2 luôn có 2 nguồn điện dự phòng để phòng trường hợp xảy ra sự cố. Ngoài ra, thì trước mỗi thời điểm đóng cống ngăn, nhiều nhân viên phải điều khiển cano trong đêm di chuyển đến 2 khu vực trước các cống để cảnh báo các bè xà lan ngừng hoạt động. Vào chiều ngày hôm nay 20 tháng 10, Toán cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án VN Pharma và 9.300 hộp thuốc điều trị ung thư giả. Có khá nhiều tình tiết mới được các luật sư đưa ra lần này, khác biệt, thậm chí là trái ngược so với những gì được công bố trong phiên sơ thẩm vào hồi tháng 8 vừa qua. Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị hội đồng xét xử hủy toàn bộ án sơ thẩm điều tra lại bởi mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Ngày xét xử thứ hai, hàng loạt vấn đề tiếp tục được đưa ra mổ xẻ và thẩm vấn. Trong đó, quá trình thẩm định thuốc, thông quan hải quan được Viện Kiểm sát đánh giá là nhiều mâu thuẫn, thiếu khách quan, thậm chí có dấu hiệu tội phạm đối với Tổ thẩm định Cục Quản lý Dược Bộ Y tế. Một lần nữa, đại diện Bộ Y tế tại phiên tòa lại vắng mặt. Bộ
y tế tiếp tục trở thành tâm điểm của phiên tòa khi mà các luật sư xin phép hội đồng xét xử được đặt câu hỏi đối với đại diện của Bộ Y tế thì vị đại diện này đã không có mặt. Cho đến khi kết thúc phần xét hỏi thì vị đại diện này mới trở lại phòng xét xử. Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng chính thái độ công việc của các thành viên tổ thẩm định thuộc Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã là cơ sở tiếp tay cho các bị cáo ngày hôm nay thực hiện hành vi phạm tội của mình. Trong phiên phúc thẩm lần này có khá nhiều tình tiết mới gây bất ngờ. Thứ nhất là phản cung của Nguyễn Minh Hùng khi cho rằng 7,5 tỷ đồng không phải hoa hồng cho bác sĩ. Thứ hai là công ty cung ứng thuốc trên giấy tờ là Helix Canada được xác định là một công ty ma. Nhưng luật sư lại đưa ra trước tòa giấy phép hoạt động vẫn còn giá trị của công ty này do chính Bộ Y tế cấp phép. Cơ quan điều tra đã biết nhưng mà lại không có thu thập để làm rõ vấn đề vụ án này. Đến lúc đó là giấy phép số 28 của Bộ Y tế đã cấp cho công ty Helix Pharma được hoạt động tại Việt Nam từ thời điểm là từ ngày 18 tháng 6 2024 và tới thời điểm hôm nay vẫn còn hiệu lực cho đến ngày 18 tháng 6 2019. Thì chính điều đó để thể hiện rõ là nó là một cái doanh nghiệp tồn tại hợp pháp tại Việt Nam. Và trong quá trình điều tra thì cơ quan điều tra lại không làm rõ vấn đề này. Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao khẳng định tính nghiêm trọng của vụ việc và những dấu hiệu lột người lột tội trong sơ thẩm. Trách nhiệm của cán bộ Cục Quản lý Dược, cán bộ hải quan khi 9.300 hộp thuốc giả được nhập về Việt Nam. Do đó, Viện Kiểm sát đề nghị hủy án sơ thẩm, điều tra lại toàn bộ vụ án và làm rõ tất cả những khuất tắc trên. 9 giờ sáng ngày 23 tháng 10, tòa án cấp cao sẽ tuyên án phúc thẩm. Đến thời điểm này, có thể nói dịch sốt xuất huyết đã tạm lắng khi số ca mắc giảm rõ rệt. Tuy nhiên, vì là loại dịch lưu hành hàng năm, nên việc tìm ra biện pháp ngăn chặn dịch luôn là mối quan tâm của các nhà khoa học. Cách đây không lâu, bản tin Nhật ký cuộc sống của chúng tôi đã đề cập và phân tích một biện pháp sinh học được coi là hữu hiệu nhất thế giới hiện nay để loại trừ dịch sốt xuất huyết. Đó là sử dụng muỗi cấy vi khuẩn Wolbachia để ức chế muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết. Trên thực tế, thì việc nhân nuôi loại muỗi này rất là kỳ công. Trong đó thì phải kể đến công sức của những tình nguyện viên, những người cho muỗi ăn máu. Vậy họ là ai và họ cho muỗi hút máu như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Cứ thứ hai hàng tuần, vào đầu giờ chiều, những sinh viên đại học này lại có mặt ở đây. Họ phải điền đầy đủ các thông tin vào tờ khai, sau đó ký cam kết về tình trạng sức khỏe của mình. Điều kiện bắt buộc đối với họ là trong vòng một tháng nay không bị ốm, không dùng kháng sinh, không mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường, các bệnh về gan. Sau đó họ đi vào phòng nuôi muỗi Wolbachia. Những chiếc lồng được mở ra. Ngay lập tức, đàn muỗi đói bù kín chân họ. Đây là lần đầu. Thế cảm giác là như thế nào? Cảm giác thì lúc cho ăn thì ngứa, cũng như là bị muỗi đốt bình thường thôi. Nhưng mà đến lúc rút ra khỏi lồng rồi thì cũng không có gì khác nữa. Còn đối với Bút Thị Lành, mấy năm nay đàn muỗi này đã quá quen hơi của cô. Có những lúc việc đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho muỗi ăn máu cũng đều đặn như việc cô lên thư viện hàng tuần. Ta đi cho mũi ăn máu này khoảng trên 40 lần rồi. Cũng muốn góp một phần sức nhỏ của mình để cống hiến cho khoa học. Và thấy cái dự án này rất là có ý nghĩa với cộng đồng ạ. 15 phút sau, khi những con muỗi cái bụng đã căng tròn và bay ra đậu vào thành lồng, thì cũng là lúc những cô cậu sinh viên được rút chân ra và kết thúc một buổi cho muỗi ăn. Muỗi Wolbachia có thể ức chế virus đanh gây bệnh sốt xuất huyết và làm giảm quần thể muỗi Aedes aegypti truyền bệnh sốt xuất huyết ở ngoài thực địa. Muỗi Wolbachia đã được coi là biện pháp hữu hiệu trong khống chế sốt xuất huyết ở một số quốc gia như Mỹ, Australia, Anh. Các nhà khoa học Việt Nam đã rất kỳ công sang Australia đón nhận những cá thể muỗi Wolbachia đầu tiên từ cách đây vài năm. Từ đó đến nay, việc nhân muỗi và duy trì chúng luôn là công sức của các nhà khoa học và các tình nguyện viên như thế này. Thu hoạch được nhiều trứng cũng như là thu hoạch được nhiều muỗi ấy.
thì con muỗi đó là phải hút máu người. Có thể là các anh các chị ở ngay trong Viện Vệ sinh Tế Trung ương này đấy, là những người tình nguyện thì cũng sẽ đến văn phòng, đến labo để tình nguyện là cho tay, cho chân và cho cái lồng muỗi để cho muỗi hút máu. Thế rồi là chúng tôi còn huy động cái đội ngũ tình nguyện viên đến từ các trường đại học. Muỗi Wolbachia đã được đưa ra thực địa tại đảo Chí Nguyên, tỉnh Khánh Hòa, giúp hòn đảo nhỏ này sạch dịch sốt xuất huyết. Thời gian tới, muỗi sẽ được thả vào một vùng rộng lớn ở thành phố Nha Trang và thành phố Hồ Chí Minh. Vậy nên, sự có mặt của những tình nguyện viên trẻ này đang là đóng góp thiết thực cho khoa học, cho mục tiêu loại trừ sốt xuất huyết ở Việt Nam. Thông tin tiếp theo về vụ việc 4.000 con lợn bị tiêm thuốc an thần ở lò mổ Xuyên Á, thành phố Hồ Chí Minh. Trong báo cáo gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết đã quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Phan Xuân Thảo, chi cục trưởng chi cục thú y và chăn nuôi, và tổng cộng có 23 người bị kỷ luật sau vụ việc vừa rồi. Hội đồng kỷ luật cũng quyết định giáng chức quyền trưởng trạm chăn nuôi thú y huyện Củ Chi và cách chức phó trưởng trạm. Hai cán bộ này bị điều về phòng tổ chức hành chính, chi cục chăn nuôi và thú y chờ công tác khác. Ngoài ra, 16 cán bộ thú y trực tiếp kiểm soát giết mổ có mặt trong đêm xảy ra việc heo bị tiêm chất cấm bị cảnh cáo. 3 cán bộ thú y khác có trách nhiệm kiểm soát giết mổ nhưng nghỉ ca bị khiển trách. Đồng thời có 2 nhân viên hợp đồng lao động liên quan bị kéo dài thời hạn nâng lương. Toàn bộ có 23 người bị kỷ luật không được bố trí kiểm soát giết mổ trong thời gian tới. Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau khi xảy ra vụ việc đã yêu cầu toàn bộ lực lượng thú y tổ chức lại lực lượng có biện pháp kiểm soát nội bộ. Sở này cũng rà soát toàn bộ các cơ sở giết mổ khác và tính toán phương án lắp camera để ngăn chặn hành vi tiêm thuốc cấm vào lợn. Thưa quý vị, nhiều năm qua, câu chuyện về mạng lưới tín dụng đen và những hậu quả nghiệt ngã mà nó gây ra vẫn liên tục xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng. Lẽ ra, đó sẽ là những bài học và những lời cảnh báo để không có ai tiếp tục dính vào. Thế nhưng mỗi năm tại thành phố Hồ Chí Minh, số người bị dồn vào đường cùng vì sa chân vào vay tiền nặng lãi chỉ có tăng chứ chưa bao giờ giảm. Người phụ nữ đang ở những tháng cuối của thai kỳ nhưng phải khốn khổ kêu cứu sau đây là một trong số đó. Chị kêu cứu là vì vay 150 triệu đồng nhưng đến tháng 8 năm 2017, cả gốc lẫn lãi bị buộc phải trả lên con số là 1,1 tỷ đồng. Đang mang thai ở tháng thứ 7, lẽ ra đang trong khoảng thời gian hạnh phúc và nghỉ ngơi thật nhiều để chuẩn bị cho đón đứa con thứ hai ra đời. Thế nhưng nhiều tháng qua, người phụ nữ này chẳng thể nào ngon giấc và cũng không có tâm trí để chăm sóc cho những tháng cuối của thai kỳ. Trò chuyện với phóng viên, chị Thùy nhiều lần bật khóc vì hối hận khi lỡ sa vào tín dụng đen. Tiền gốc thì chị nói với em là 3 lần xin được là tiền gốc 100 rưỡi thôi. Còn tiền lãi là bạn tính tổng dồn tới là điểm 15 tháng 8, 1 tỷ 1. Từ 4 tháng 1 2016 cho tới 15 tháng 8, 2017, 1 tỷ 1. Mà ép chị qua cái đại diện buôn bán nghề. Theo chị Thùy, lần đầu chị vay bà B 50 triệu đồng, lãi suất 20% một tháng. Và với 3 lần vay, tổng tiền gốc là 150 triệu đồng. Đến tháng 8 năm 2017, khi số tiền cả lãi lẫn gốc lên đến 1,1 tỷ đồng, bà B bắt chị Thùy chuyển sang giấy hợp đồng mua bán nhà. Quá sức chịu đựng, chị Thùy đã làm đơn gửi lên công an huyện Tân Phú. Đến ngày hôm nay chị cũng chẳng biết sự việc của chị đi đến đâu, mà sắp tới không được thì chị phải đành rút đơn thôi. Để lên cái cấp cao hơn, khi bây giờ chị sắp sanh rồi mà chị đi theo trình báo gì hoài mà không đi đến đâu thì không được, thì nó là mệt mỏi. Hiện các giấy mượn nợ, những biên lai chuyển tiền lãi, hình ảnh bà B đến đòi nợ và cả những lần chị trả tiền cho bà B, chị Thùy đều có bằng chứng. Cụ thể rằng, có số tiền lãi mà theo tôi là trong trường hợp này nó cao hơn gấp 50 lần so với cái lãi suất theo quy định của pháp luật. Và đây là một trong những cái dấu hiệu của cái tội cho vay nặng lãi theo cái quy định tại điều 163 của Bộ luật hình sự năm 1959 sửa đổi bổ sung năm 2009. Nhưng mà manh nha vấn đề này thì cũng do một cái nhu cầu về vốn của cái người dân quá lớn. Nhưng cái hệ thống ngân hàng của mình không đáp ứng được. Với hơn nữa những cái điều kiện mà để cho vay tiêu dùng hay là giải quyết cái việc gì đó nó rất là khó khăn. Đối với những người dân mà thật sự người ta cần vay thiệt. Dù con hẻm đường vào nhà chị T có gắn camera an ninh và có số đường dây nóng để báo chính quyền địa phương khi có việc gì xảy ra.
Tuy nhiên, khi chị T cho biết, dù nhà đã bị tạt sơn rất nhiều lần, nhóm giang hồ đến quấy rối thường xuyên, nhưng công an phường chưa một lần giải quyết thỏa đáng. Liên quan đến sự cố sập trần lớp học tại trường tiểu học Thạnh Quế A, xã Thạnh Quế, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, khiến cho 9 học sinh bị thương vào ngày 17 tháng 10. Mới đây, các đơn vị liên quan đã nhận định nguyên nhân ban đầu xảy ra sự việc và đồng thời dự kiến thứ hai tuần tới các cháu có thể đi học bình thường. Theo đánh giá ban đầu của ban giám hiệu nhà trường, trần thạch cao của lớp học được đóng dưới các thanh thông gió, nên khi xảy ra hiện tượng lốc xoáy như vậy thì gió dễ dàng lùa vào bên trong gây nên sự cố. Nhà trường hiện đang tiến hành sửa chữa. Các em sẽ đi học một buổi tại lớp học khác. Được biết, trường tiểu học Thạnh Quế A vừa được sửa chữa nâng cấp toàn bộ mái tôn, trần nhà, đường điện và sơn mới cách đây hơn một năm. Tuy nhiên, vào chiều ngày 17 tháng 10, địa phương xảy ra mưa dông kèm theo lốc xoáy. Khoảng 90 học sinh khối lớp 3 và lớp 4 của trường đang ngồi trong lớp thì bất ngờ trần phòng học cùng với bóng đèn và đường điện đổ sập xuống đầu các em. Có khoảng 20 em học sinh bị trần nhà rơi trúng đầu, trong đó có 9 em bị thương được thầy cô đưa tới bệnh viện cấp cứu và hiện đã ra viện. Cũng trong ngày xảy ra sự cố sập trần thạch cao tại Vĩnh Long là vào ngày 17 tháng 10, thì tại một ngôi trường khác thuộc thành phố Hồ Chí Minh cũng xảy ra tai nạn còn nghiêm trọng hơn, khiến một nam sinh tử vong vì bị một mảng bê tông rơi trúng đầu. Hay cách đó không lâu, vào cuối tháng 8, nhiều học sinh tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã bị thương do sập sàn trường học. Và thực tế thì rất nhiều ngôi trường hiện nay đang rơi vào tình trạng xuống cấp trầm trọng, nếu không muốn nói là nguy hiểm, có thể xảy ra bất kỳ lúc nào với các học sinh hay thầy cô trên bục giảng. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14 tại một số trường học thuộc huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Đây là chiếc lan can hành lang của trường tiểu học An Tiến. Trước đây, các thầy cô giáo của trường đã sử dụng nhiều biện pháp để có thể gia cố lại chiếc lan can này nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh. Tuy nhiên, chỉ cần một trận mưa lớn thôi, nước mưa trút xuống từ phía trần nhà đã có thể khiến cho chiếc lan can này trở về trạng thái như cũ. Mưa xuống, toàn bộ phần xi măng chất tạm cũng trôi theo dòng nước. Những bức tường dù có vẻ chắc chắn hơn nhưng vẫn phải chống đỡ. Bởi nếu không, chúng sẽ trở thành mối nguy hiểm cho trẻ nhỏ khi nhiều điểm bong chóc lộ rõ lớp khung sắt. Trường tiểu học An Tiến thuộc huyện Mỹ Đức, Hà Nội có hai công trình được xây dựng từ năm 2003 và năm 1992. Xây dựng đã lâu nên không khó để bắt gặp những trần nhà không nguyên vẹn. Theo nhà trường, các thầy cô giáo phải chủ động xử lý phần trần bị thấm rột để tránh gây sự cố bất ngờ hay đáng tiếc cho học sinh. Nhưng chỉ sau một cơn mưa, những lớp học này lại nguy hiểm như cũ. Cơ sở vật chất thì được xây dựng đã khá lâu và đã xuống cấp. Nhà trường thì cũng đã cố gắng tu sửa hàng năm, tuy nhiên thì hiện nay cơ sở vật chất đã xuống cấp. Thực sự là cũng không đảm bảo an toàn cho việc học tập của các cháu học sinh. Huyện Mỹ Đức, Hà Nội có 77 trường ở các cấp học, nhưng hơn 10% trong số này đã rơi vào tình trạng xuống cấp từng ngày, đe dọa đến sự an toàn của học sinh và giáo viên khi giảng dạy. Một số phòng học tạm mượn tại các địa điểm khác của địa phương. Hiện tại đang thiếu một phòng và thiếu bếp ăn của trẻ. Và cái nhà văn hóa này chúng tôi mượn để cho học sinh học thì nước không có, phải đi xin nhờ nhà dân. Có khoảng hơn chục trường là trong cái tình trạng là xây dựng từ những năm 90, 95. Đấy, chính vì thế nên là cái giai đoạn đó thì cái chất lượng công trình cũng như là thời điểm mà chất lượng đó thì cũng không đạt được yêu cầu lắm. Đấy, chính vì thế nên là cũng đã xuống cấp rất là nghiêm trọng, và thậm chí là có những trường là hiện nay là đã có rất nhiều cái văn bản để đề nghị các cấp xem xét để thay đổi. Thầy mẫu mực, trò chăm ngoan, nhưng không biết đến bao giờ thầy và trò của trường tiểu học An Tiến mới có được một ngôi trường khang trang như trong khẩu hiệu đang treo ở mỗi lớp học. Bởi nếu không, mong muốn đầu tiên của học sinh và giáo viên mỗi ngày đến trường không phải là niềm vui mà là sự an toàn. Chuyển sang phần tin quốc tế, những thảm họa thiên nhiên như bão lũ và cháy rừng nghiêm trọng trong thời gian gần đây ở Mỹ đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng về người và vật chất, cũng như khiến cho nhiều người cảm thấy lo sợ. Theo đó, vào ngày hôm qua 19 tháng 10, người dân ở California đã vội diễn tập để chống động đất như là một cách đề phòng một thảm kịch khác có thể xảy ra.
cuộc diễn tập với tên gọi Great Shakeout được tổ chức thường niên đã có sự tham gia của hàng triệu người California. Tình huống giả tưởng được đưa ra đó là một trận động đất mạnh 7,7 độ Richter. Mọi người tham gia sẽ được hướng dẫn những cách ứng phó với tình huống đáng sợ này. Trận động đất mạnh 7,7 độ Richter sẽ phá hủy hết các cơ sở hạ tầng. Chúng ta sẽ mất điện và mất cả nguồn nước. Và nhiệm vụ của chúng ta là học cách cứu sống bản thân và ứng phó trong khoảng thời gian từ 3 đến 7 ngày hoặc lâu hơn. Năm nay là lần thứ 9, cuộc đại diễn tập chống động đất Great Shakeout được tổ chức ở California. Cuộc diễn tập đầu tiên được tổ chức tại khu vực Los Angeles vào năm 2008 với sự dẫn dắt của các nhà khoa học và các nhân viên ứng cứu khẩn cấp với hy vọng chuẩn bị sẵn sàng cho một thảm họa khó có thể tránh trong tương lai. Sau hai trận động đất lớn liên tiếp xảy ra ở Mexico vào tháng 9, cướp đi sinh mạng của hơn 460 người và gây ra thiệt hại lớn về tài sản. Một ứng dụng cảnh báo sớm về động đất đã lập tức trở nên nổi tiếng và thu hút hàng triệu người dân Mexico sử dụng. Ứng dụng cảnh báo sớm mang tên Sky Alert là ứng dụng được tải nhiều nhất trong những ngày qua và hiện có tới 5,8 triệu người Mexico sử dụng. Ước tính con số này đã tăng gấp đôi so với thời điểm trước khi Mexico hứng chịu các trận động đất liên tiếp vừa qua. Trong vòng 6 tháng tới, chúng tôi sẽ lắp đặt thêm khoảng 80 đến 180 cảm biến trên khắp cả nước, đặc biệt là những khu vực dễ xảy ra động đất, để có thể nâng cao hiệu quả và mở rộng phạm vi cảnh báo cho người dùng. Với sự gia tăng của số người sử dụng ứng dụng, ông Velasco hy vọng có thể thu hút thêm khoảng $1 triệu từ những nhà đầu tư cho dự án Sky Alert. Ngoài ra, ông Velasco cũng cho biết sẽ phát triển thêm thị trường tại các nước Mỹ Latin thường xuyên xảy ra động đất nhưng lại thiếu các hệ thống cảnh báo như Colombia, Peru hay Chile. Chính trường thế giới lại vừa ghi danh thêm một nhà lãnh đạo dưới 40 tuổi, đó là nữ Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. Vị thủ lĩnh công đảng 37 tuổi này là nữ Thủ tướng thứ 3 của New Zealand, đồng thời là vị lãnh đạo trẻ nhất lịch sử nước này kể từ năm 1856. Với hầu hết số phiếu được kiểm, công đảng của bà Jacinda Ardern giành vị trí thứ hai sau đảng quốc gia cầm quyền trong cuộc bầu cử hồi tháng 9 của New Zealand. Tuy nhiên, không một đảng nào giành được đa số ghế, nên sẽ cần thành lập một liên minh giữa các đảng. Và hôm qua 19 tháng 10, thủ lĩnh đảng New Zealand, nghị sĩ Winston Peters đã tuyên bố ủng hộ công đảng, liên minh mới cũng nhận được sự ủng hộ của đảng xanh. Điều này đồng nghĩa với việc công đảng của bà Ardern sẽ có đủ điều kiện để lập ra một chính phủ liên minh với 63 trên 120 ghế trong quốc hội. Và bà Ardern trở thành thủ tướng tiếp theo của New Zealand. Cũng trong ngày 19 tháng 10, Thủ tướng New Zealand Bill English, lãnh đạo đảng quốc gia cầm quyền, đã thừa nhận thất bại. Trong bài phát biểu ngay sau khi trở thành vị thủ tướng trẻ nhất lịch sử, bà Ardern cam kết sẽ xây dựng một chính phủ mạnh mẽ và bền vững. Sau nhiều tháng vắng bóng khỏi chính trường kể từ khi rời khỏi Nhà Trắng, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama vào ngày hôm qua 19 tháng 10 đã lần đầu tái xuất với việc tham gia vận động cho chiến dịch tranh cử của Đảng Dân Chủ. Cựu Tổng thống Barack Obama đã tham dự các cuộc meeting tại bang Virginia và New Jersey để vận động cử tri ủng hộ các ứng viên Dân Chủ trong cuộc chạy đua giành ghế thống đốc bang vào mùa thu này. Tại New Jersey, ông Obama vận động ủng hộ cho nghị sĩ Phil Murphy, còn tại Virginia, ông vận động cho ứng viên Dân Chủ Ralph Northam. Các bạn sẽ gửi đến đất nước và thế giới một thông điệp rằng chúng ta phản đối lối chính trị chia rẽ, phản đối lối chính trị sợ hãi, thay vào đó theo đuổi chính trị vì tất cả mọi người. Chính trị là tất cả mọi người đều xứng đáng có được một cơ hội. Chính trị là tất cả mọi người đều có phẩm giá và giá trị. Và chúng ta đang đấu tranh vì điều đó. Cử tri tại hai bang này sẽ bỏ phiếu bầu thống đốc bang vào ngày 7 tháng 11, một năm sau khi ông Trump đánh bại đối thủ Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Và chiến thắng trong cuộc đua chạy vào vị trí thống đốc sẽ giúp Đảng Dân Chủ lấy lại phần nào ưu thế đã để rơi vào tay của Đảng Cộng Hòa. Trong một bài phát biểu tại một cuộc hội thảo chính sách được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Biển Đen Sochi của Nga vào ngày hôm qua, ngày 19 tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chia sẻ về điều mà ông cho rằng là sai lầm nhất của ông cũng như là của nước Nga trong suốt 15 năm khi mà quá tin tưởng vào phương Tây. Khi được hỏi về sai lầm nghiêm trọng nhất của Nga trong vòng 15 năm qua, Tổng thống Putin nói rằng ông đã quá tin tưởng vào phương Tây và để rồi phương Tây lợi dụng sự tin tưởng đó. Ông Putin cũng đưa ra những chỉ trích gay gắt về chính sách đối ngoại của Mỹ, đồng thời liệt kê những dẫn chứng mà ông cho là chỉ rõ sự phản bội lớn nhất trong quan hệ Mỹ và Nga.
Ông cũng khẳng định Nga sẽ phát triển hệ thống vũ khí mới nếu buộc phải làm vậy. Và nếu Mỹ rút khỏi hiệp ước tên lửa tầm trung và tầm ngắn, Moscow sẽ có những đáp trả ngay lập tức và tương xứng. Ngoài bàn về mối quan hệ giữa Nga và phương Tây, Tổng thống Nga cũng bàn đến nhiều các vấn đề quốc tế khác. Ông cảnh báo không nên dồn Triều Tiên vào đường cùng, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế và giải quyết khủng hoảng bằng con đường ngoại giao và đối thoại. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.